Hello hello, và Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Lời đầu tiên thì Đức Vũ xin cầu chúc mà tất cả quý vị các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn. Và trong cái thời điểm này thì có rất là nhiều những cái mất mát đau thương và Đức Vũ cũng gọi là chia sẻ cùng với mọi người, đặc biệt là những người thân yêu của Đức Vũ nha. Hôm nay thì mình đang livestream các bạn, nhưng mà mình livestream thì nó bị ngắt, mình cũng không biết sao nữa, mình nối đi nối lại hoài và nó giống như cái đề tài mà Đức Vũ nói đó là kiên trì. Ngày hôm qua thì mình nói là cái gì cũng phải chậm thôi, từ từ chậm rồi chú hay là chạy. Thì có nhiều bạn, nhiều cô chú anh chị và một số bạn comment cho Đức Vũ thì ông nói kiên trì thì hoặc là ông nói chậm thì có những người ta phải nhanh, ví dụ như là stock hoặc là những cái gì đó người ta phải nhanh. Thì nhanh và chậm thì tùy theo. Thì đây là cái câu chuyện mà Đức Vũ muốn chia sẻ với mọi người về cái việc mà thứ nhất đó là kiên trì, và cái câu chuyện mà mình muốn truyền tải với mọi người ở đây đó là câu chuyện về một cái người mà bán đa cấp gì đó mình không biết, nhưng mà mình đọc thì mình thấy được cái điều hay ở đó là cái việc mà gieo hạt mầm các bạn, và nó thích, nó đúng với cái cuộc sống của mình. Và trước khi muốn chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay thì Đức Vũ cũng cập nhật một số thông tin ở Mỹ các bạn. Thì hiện tại thì ở đây, ở chỗ Đức Vũ làm mà chạy ra ngoài Washington DC á, là khoảng chừng 15 phút thôi các bạn, 15-20 phút thôi là tới rồi. Và hiện tại á, nó có một số các cái hàng rào các bạn, hàng rào đã được dựng lên. Thì hôm trước các bạn thấy á, là trước cái ngày 6 tháng 1 á, cái ngày mà của ông Biden gọi là đắc cử tổng thống á, thì người ta đã dựng cái hàng rào lên sợ cái vụ mà quậy phá ngày 6 tháng 1 các bạn. Thì bây giờ cái này là lần thứ hai, và người ta nói là lần thứ hai này nó còn kinh khủng hơn nữa và đông hơn nữa, cho nên là tất cả dự báo thì DC đang rất là hot các bạn, rất là hot. Nhưng mà thôi, cái gì Đức Vũ sẽ cập nhật cái đó ở trên cái kênh mà Đức Vũ cuộc sống Mỹ tại DMV thì mình chia sẻ về tin tức, nhưng mà kênh này thì mình nói về câu chuyện cuộc sống và những cái kỹ năng để làm sao chúng ta phát triển bản thân của mình, quản trị bản thân và có những cái thứ liên quan đến đầu tư, tất cả mọi thứ. Thì thôi, bây giờ mình đang nói về câu chuyện phát triển bản thân là kiên trì các bạn. Thì mình nói về cái câu chuyện mà hôm qua mình chia sẻ thì mọi người nói là làm sao mà làm từ từ, làm chậm chậm, nhưng mà có những người họ muốn làm nhanh. Ý Đức Vũ nói ở đây là nhanh, là mình muốn nhanh thành công các bạn. Làm gì có mà tự nhiên nhanh thành công. Những cái người tỷ phú ngày mới hôm qua đây, Elon Musk đã, cái như là công ty đã của Tesla đó các bạn, họ đã đưa 4 người lên trạm vũ trụ rồi. Thì đó là những cái mà bước phát triển của họ. Nhưng mà họ muốn đưa được lên thì họ phải kiên trì biết bao nhiêu năm, đổ biết bao nhiêu tiền bạc, đầu tư về công sức của các bạn. Thì thôi, bây giờ mình nói về câu chuyện này. Thì câu chuyện này là câu chuyện mà hồi xưa đọc, mình lúc đọc được ở Kinh Thánh các bạn. Ở Kinh Thánh thôi, một cái câu chuyện liên quan đến Kinh Thánh, kể về một cái người gieo hạt, là người một cái người gieo hạt rất là khôn ngoan và có rất là nhiều cái tham vọng, làm việc chăm chỉ, thì những người đó là những người thường là thành công. Và hồi xưa các bạn biết là cái người mà hồi xưa thì họ gieo hạt đó, họ thường thường là họ không có máy móc thiết bị, không có những cái giống như bây giờ. Thì khi mà gieo hạt thì nó có nhiều cái cách đúng không ạ? Thì đầu tiên á, cái hạt mầm mà gieo xuống, thì bị những con chim nó ăn các bạn, bởi vì gieo hạt thì chim nó sẽ ăn. Và ngay cả Đức Vũ cũng vậy, Đức Vũ trồng ớt, trồng đồ ở nhà đó thì có mấy con sóc nó cũng ăn các bạn, nó ăn. Thì mình gieo khoảng, ví dụ mình nói là 100 hạt đi, thì hầu như có những cái khi mà chúng ta bị nó ăn mất, chim nó ăn mất, và những cái hạt đó chúng ta lại nản, chúng ta lại không gieo. Vậy thì cái cách mà của chúng ta làm gì? Mình đừng có quan tâm tới cái việc mà làm sao mà đuổi con chim đi hoặc là đuổi con sóc đi, mà chúng ta hãy quan tâm tới cái việc gieo tiếp tục. Thì quay lại cái câu chuyện mà trong cuộc sống, ví dụ như chúng ta đi Mỹ, chúng ta bắt đầu một nơi mới, hoặc là bắt đầu một công việc mới, hoặc là chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, kinh doanh. Thì quý vị các bạn, khi mà chúng ta làm,
thì nó có bị những cái yếu tố bên ngoài tác động đúng không các bạn? À, hay là làm YouTube này cũng vậy nè, có nhiều người họ đâu có đồng ý, ngay cả trong gia đình Đức Vũ cũng vậy, không có đồng ý là ông làm ông lên ông nói tào lao từ lưa tùm lum, mất thời gian. Rồi có những người gia đình của Đức Vũ cũng nói bà con nó ô cái thằng Đức nó rảnh quá, nó lên nó suốt ngày nó nói tùm lum tào la hết, nó rảnh quá nó không có việc làm hả con. À, mà nói tới cái nói tới vợ Đức Vũ rồi nói tới ba Đức Vũ rồi mới công rồi bắt đầu những người đã nói chuyện cho Đức Vũ là ồ mày rảnh quá mày đừng có lên nữa. Nhưng mà mình vẫn kiên trì các bạn, thật sự mình vẫn kiên trì, bởi vì cái mục đích của mình nó khác, mục đích của mình nó khác và mình muốn làm việc đó. Thì có những cái yếu tố bên ngoài tác động, ví dụ như là chim, xong rồi tiếp theo nữa là khi mình gieo xuống thì mình gặp đất cứng quá, giống như trường hợp Đức Vũ vừa ví dụ, đất cứng quá hoặc là thời tiết nó không được, mùa đông thì nó lạnh, nó không có được các bạn. Vậy thì sao? Chúng ta cứ tiếp tục đúng không bạn? Cứ tiếp tục gieo. Cái thứ hai là mình nói về thời tiết rồi đúng không bạn? Cái phần thứ ba là khi mà câu chuyện này nó tiếp tục cái câu chuyện mà hạt mầm này thì gieo xuống thì chúng ta sẽ gặp những cây gai, cây gai nó đâm vào cái hạt mầm của mình và hạt mầm của mình nó không sống sót được. À, thì ví dụ như bạn kinh doanh hoặc bạn làm bất kỳ việc gì, hoặc là bạn ngay cả mình đang ví dụ câu chuyện làm YouTube, thì khi mà mình làm thì có cái người này ghét người kia ghét, ô cái thằng đó nó lên nó làm như vậy như vậy như vậy. À, mình có những người ghét mà họ không ủng hộ mình tất cả những thứ đó, thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình nản. À, nhưng mà không, cái người gieo hạt này nè, hồi xưa đó họ gặp cái gai đó họ vẫn cứ gieo các bạn, họ vẫn cứ gieo. Và điều cuối cùng khi các bạn thành công rồi, khi các bạn thành công có nghĩa là mình gieo 100 hạt, 100 hạt, thì cuối cùng mình được mấy hạt thôi, mấy hạt thôi. Thì giống như quý vị các bạn, khi mà các bạn làm các cái video, có nhiều người may mắn thì có nhiều người xem các bạn, và có nhiều người làm những cái đề tài thì không ai xem hết. Nhưng mà những cái đề tài mà mình đang nói về hay, hay chứ không phải lên để chửi nhau thì rất là ít người coi các bạn. À, nhưng mà trong đó có rất là nhiều người họ hiểu biết được việc đó và họ coi, và những cái người đó là những người mà rất là tuyệt vời. Và khi những cái người đó biết các bạn đúng cái người đó thì họ sẽ đông. Thì giống như bạn làm kinh doanh cũng vậy thôi, khi mới đầu bạn khởi nghiệp thì chưa ai biết về sản phẩm, về dịch vụ, về tất cả những thứ của bạn làm. Nhưng tiếng lành đồn xa, khi bạn có rồi, bạn có sản phẩm tốt, bạn có dịch vụ khách hàng tốt, bạn có những cái thứ đó là gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì quý vị các bạn sẽ thành công. Thật sự nó là thành công. Và ngay cả mình ví dụ một cái việc học tiếng Anh cũng vậy thôi quý vị các bạn, không thể nào mà mình nói hoài không thể nào mà 1-2 ngày chúng ta có thể thành công được, và chúng ta phải tạo cái áp lực cho chúng ta. Tạo cái áp lực là sao? Khi các bạn đóng tiền để học, hoặc là bạn vô một cái lớp, vô một cái lớp người ta nói tiếng Anh không, ở Mỹ, mình đang nói ở Mỹ luôn, các bạn có thấy họ nói tiếng Anh không à? Bạn giống như là nghe việc nghe sấm, các bạn không có biết cái gì hết, nhưng mà nó có một cái chuỗi, có nghĩa là không nghe gì, không biết gì, rồi bước thứ hai là tao biết ít ít, rồi bước thứ ba tao biết được chút xíu, và tới đỉnh điểm của nó là lúc đó bạn trở thành thành thục rồi. Nhưng mà để qua được những cái bước đó các bạn phải kiên trì lắm, kiên trì thật sự kiên trì mới được, chứ không phải là không. À, thì cái mà nước cũng muốn nói cho ngày hôm nay á, câu chuyện này á, ngoài cái việc mà làm ra thì các bạn phải kiên trì, có nghĩa là phải nỗ lực. À, mà nỗ lực người ta nói ông nói toàn là lý thuyết không ạ, nhưng mà thực tế là thế nào, cái điều mà Đức Vũ muốn nói là đều đặn, đều đặn. Tại sao ngày hôm nay nè mình bị rớt, mình không livestream được, mình 2-3-4 lần không livestream được, nhưng mình vẫn kiên trì mình làm một cái video nguội. Mình biết có thể video nguội á là mình không gặp được những cái người thân yêu của mình hay lên xem cái giờ này của Đức Vũ. À, nhưng mà quay lại hồi trước các bạn, hồi trước mình làm cái kênh này để mình chia sẻ đó, thì lúc mà mình livestream đúng giờ là 7 giờ, 8 giờ sáng rồi 8 giờ tối, 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Khi nào mình lên đúng giờ thì mình sẽ được nhiều người, và ngày nào mình cũng làm như vậy các bạn. Thì mình muốn chia sẻ với một người, có một cái nhà bác sĩ bác học quá nổi tiếng, không phải bác học nổi tiếng mà một cái nhà khoa học nổi tiếng các bạn. À, lúc đầu bà con của một cái ông cũng nổi tiếng, và ông già của bà với là ông bố nói là chắc con của ông không phát triển được, trở thành những người tốt. Nhưng mà các bạn biết sao không? Bà này sau này trở thành một cái người tiến sĩ tâm lý rất là nổi tiếng, và bà ta nói có cái công thức mà để thành công là này nè, siêng năng cộng với nỗ lực, nó chỉ là kỹ năng thôi.
À, siêng năng cộng với nỗ lực có nghĩa là đó là kỹ năng. Ví dụ như bạn lái xe hàng ngày bạn rành hết tất cả mọi thứ thì nó là kỹ năng, hoặc là bạn làm nail, bạn làm hàng ngày mà bạn siêng năng thì nó là chỉ là kỹ năng thôi. Nhưng mà kỹ năng lại cộng thêm nỗ lực nữa thì bạn sẽ thành công. Khi mà bạn có kỹ năng rồi, trong đó kỹ năng nó có nhiều thứ ha, kỹ năng quản trị bản thân, kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về quản lý thời gian, rồi kỹ năng về quản trị con người nữa các bạn, rồi tất cả những cái kỹ năng đó. Khi mà bạn có tất cả những cái kỹ năng đó rồi cộng với sự nỗ lực của các bạn thì quý vị các bạn sẽ thành công. Và mình nói câu chuyện này nó liên quan đến trong cuộc sống, đặc biệt là ứng dụng cho quý vị các bạn nào đang sống ở Mỹ hoặc là ở một cái đất nước xa xôi. Khi mà các bạn bắt đầu một cái gì mới đó thì nó cũng rất là vất vả. Và lý do mà mình muốn chia sẻ, tại vì cái kênh của mình đó, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái kỹ năng cho những cái người trẻ hoặc là những cái người mà muốn phát triển mình. Vì hồi xưa mình qua đây không có ai chỉ hết bạn, không có ai nói những câu chuyện như thế này, không có ai nói về phải siêng năng, phải phải kiên trì, phải như thế nào. Và kết thúc của cái video này đó là công thức để quý vị các bạn thành công, đó là gì? Siêng năng cộng nỗ lực nó sẽ là kỹ năng, và kỹ năng cộng với cái nỗ lực nữa thì quý vị các bạn sẽ thành công. Và nhớ là kiên trì, quý vị bạn là kiên trì và làm đều đặn thì chắc chắn nó sẽ thành công. Và mình đã thất bại rất là nhiều thứ bởi vì mình không kiên trì các bạn, mình không kiên trì. Có ý tưởng nhiều nhưng mà mình không làm kiên trì. Nhưng mà bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu thay đổi cùng với quý vị các bạn xem là mình có nhiều cái dự án nhưng mà mình không có làm các bạn, mình nói không mình không làm. Vậy thì bây giờ mình thấy bắt đầu đúng không quý vị bạn? Và người ta nói là không bao giờ muộn, chúng ta hãy bắt đầu đi. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.